Xin chào mọi người, mình là Cường EiT và đây là bài hướng dẫn về phần mềm dựng phim trên điện thoại. Nếu mà trên máy tính thì các bạn quá quen thuộc với lại Adobe Premiere rồi đúng không? Hoặc là After Effects đúng không? Thì trên Android chúng ta sẽ có một cái phần mềm tương tự, đó là phần mềm RU hay là viết tắt của từ Rush. Các bạn vào CH Play, các bạn chỉ cần gõ Rush đã ra. Đây, các bạn gõ đây cái phần mềm này đây, Adobe Premiere, hoặc là các bạn chỉ cần gõ Adobe Premiere thôi cũng được. Adobe Premiere Pro như thế này, nó cũng sẽ ra cái phần mềm đó là Adobe Premiere Rush như thế này thôi. Các bạn cài cái phần mềm này hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Đó, phần mềm này nó hỗ trợ cho các bạn đó là import những cái file video 4K và xuất cả những file video 4K luôn, nhưng với điều kiện là bạn phải trả phí. Xuất video 4K là bạn phải trả phí, còn import video 4K thì hoàn toàn miễn phí luôn, và nó không có bị giới hạn thời gian, cũng như những cái nó có những cái watermark, nó sẽ không có bị như thế. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái project nó tương tự y chang như với các bạn mình làm quen được với lại Adobe Premiere trên máy tính đó, các bạn sẽ thấy nó giống y chang 100% luôn, rất là dễ luôn. Ok, chúng ta sẽ nhấn một cái dấu cộng đây này, ở đây chúng ta sẽ có dấu cộng mà chúng ta nhấn vào, sau đó chúng ta chọn nó là Add Media, chúng ta sẽ chọn vào cái phần là Device Folders như thế này, chọn đường dẫn tới cái folder mà chứa cái video. Ở đây mình sẽ chọn đường dẫn đó là My Life như thế này, cái này không có rồi, vậy là đâu rồi video, đây video như thế này. Ở đây mình sẽ chọn những cái video mà mình sẽ dự định biên tập nha. Mình sẽ chọn một video này, một video này, một video này nữa, tổng cộng mình chọn nó là 3 video tất cả và nhấn Create. Đó, nó sẽ tự động nó chèn tất cả 3 cái file video này luôn. Đó, các bạn xem thử một đoạn nha. Nó rất là mượt, nhưng mà các bạn dùng ở đây chúng ta sẽ đầu tiên để mà dựng phim thì chúng ta sẽ học cách cắt ghép trước. Cắt ghép thì nó ví dụ như tạm thời mình sẽ xóa cái thằng này đi, xóa thằng này để mình cho mình tiện. Đó, các bạn chọn vào đây rồi, ok, các bạn chọn vào cái biểu tượng thùng rác này. Rồi bây giờ mình sẽ dùng 2 ngón tay mình phóng to ra, phóng to cái thanh timeline này ra. Ok, mình sẽ chỉ cần cắt tới đoạn này nha, mình cắt tới đoạn này, mình sẽ giữ nguyên nó này, rồi mình sẽ nhấn vào nó nha, và giữ nguyên cái rìa của nó này, mình sẽ bóp nó lại. Ok chưa, đó, bóp nó lại, nó tự động nó snap lại cho các bạn luôn. Rồi ok, ở đây đang có nhạc đúng không? Phải có. Rồi mình sẽ tắt nhạc đi, mình xóa nhạc của thằng này đi. Chúng ta sẽ quay về cái phần đó là audio. Ở đây clip volume này các bạn để cho nó 0% là nhạc nó sẽ không còn nữa. Thấy chưa? Rồi ok, mình sẽ vào Your Media này, chọn audio là song này. Ở đây mình sẽ chọn cái bài nhạc. Các bạn nên lưu ý là cái file này phải là file mp3, và cái file này phải được lưu trên máy nha, lưu trên máy của các bạn. Mình sẽ chọn thử, mình sẽ nghe thử bài này nha. Đó, mình sẽ chọn bài này và nhấn Add này. Ok, mình đã có được cái này rồi này, mình đã có được cái timeline của bài nhạc này rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó, mình sẽ giữ nó này và kéo nó sao cho nó khớp như thế này. Rồi mình sẽ nghe thử một đoạn nha. Hiện tại thì nó, mình sẽ kéo tiếp này, rồi mình sẽ nghe thử một đoạn này. Ok, thì bây giờ mình sẽ chèn thêm video. Chúng ta sẽ tích vào dấu cộng nha, chọn Your Media, lùi lại. Đây chúng ta sẽ chọn đó là video. Rồi video ở đây mình sẽ device folder đi và chọn, mình sẽ chọn cái video này, lưu video của mình chọn video này đi, mình chọn này. Mình sẽ thêm một, mình đã thêm một cái video rồi nè, các bạn thấy chưa, 2 video này. Cái video này mình sẽ cắt cái khúc này đi, mình giữ nha, giữ ngay cái rìa của nó. Các bạn phóng to lên nó sẽ dễ ha. Đó, mình đã cắt được như thế này này rồi. Còn cái này mình cũng có thể cắt được, các bạn giữ cái rìa đó là các bạn kéo cắt được thôi. Rồi ở đây mình đã ghép được 2 video lại với nhau này. Rồi, cái video này cũng có tiếng luôn, mình sẽ tắt cái tiếng của video này đi. Đó, chỉ vào chọn cái phần đó là audio. Ở đây mình sẽ giảm xuống 0 rồi, hoặc là mute clip luôn, cái này cũng được mà cái này cũng được hết đó. Mute clip là nhanh nhất luôn. Rồi, bạn nghe còn tiếng không nha, hoặc là các bạn có thể quay lùi lại cũng được này, quay lùi lại nha. Đó, các bạn để ý thì nó có cái phần âm thanh ở đây, mình sẽ cắt cái âm thanh, các âm thanh mình không cắt âm thanh của clip nữa mà mình cắt âm thanh luôn. Mình kéo tới cái đoạn này rồi, âm thanh ở đây mình sẽ chỉ vào rồi, không được rồi, mình sẽ qua cái phần đó là đây, cái kéo này các bạn thấy nha. Đó, cắt được rồi nè, thấy không, nó cắt thành 2 phần này. Chúng ta sẽ chọn cái phần này và nhấn vào nút shortcut delete đó đi. Ở đây này, nghe thử nha. Nó như thế. Rồi bây giờ mình sẽ chèn thêm hiệu ứng là chuyển cảnh. Chúng ta sẽ sang cái phần effect. Effect ở đây chúng ta sẽ có những cái hiệu ứng chuyển cảnh như sau. Ở transition đây này, chúng ta có một số hiệu ứng chuyển cảnh như thế này, ví dụ như slide left đi, chúng ta giữ nguyên, chúng ta sẽ tăng cái thời gian lên, thời gian tối đa của nó là 3 giây nha các bạn. Rồi ok, chúng ta chỉ cần rê cái con thanh timeline á, gần giữa 2 cái clip và tự động nó hiểu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xem sơ nó này, mình sẽ xem nó nha. Anh vẫn khóc một mình. Rất là đơn giản đúng không nào? Rồi ở đây chúng ta, rồi bây giờ mình ví dụ như mình muốn chèn thêm chữ, chúng ta sẽ tích vào graphic, add graphic như thế này. Ở đây chúng ta có những cái title này, chúng ta sẽ chọn một cái mẫu nào đó, ví dụ như mình chọn đơn giản cái mẫu title hoặc là cái mẫu này để chẳng hạn. Đây mình nhấn add này, hoặc là chúng ta cũng có thể chọn more luôn. Mình sẽ chọn more thử coi nó có cái gì nha. Đây đó, có rất là nhiều luôn. Đấy, các bạn có thể thay hồ lựa luôn, nhưng mà nên nhớ là càng màu mè thì nó sẽ càng nặng máy nha. Mình có cảm giác là tay mình nó đang nóng ở phần phía sau máy rồi này. Rồi chữ này mình sẽ đó, bây giờ mình sẽ đổi cái chữ, mình cũng to lên cho nó dễ chỉnh này. Mình sẽ đổi chữ nha. Ở đây chúng ta sẽ có những cái, khi mà tích vào chữ á, chúng ta sẽ có được những cái phần option này, followers này, này là chọn font, này là chọn font chữ. Rồi followers ví dụ như là đây, mình sẽ tích vào đây. Rồi, cái này nó hơi nhảy lộn xộn tí, đổi chữ sao ta. đây các bạn tích double vào là đổi được chữ thôi. Cái này nó không có hiện cái gì ta, nó không có hiện lên cái bàn phím, công cụ bàn phím để mình làm chữ ha. Mình sẽ chọn có vẻ như là nó có vấn đề về cái phần viết chữ rồi. Thôi cái này mình chắc là mình thử mình chọn cái thằng khác xem sao. Mình sẽ xóa cái này đi. Rồi tạm thời mình xóa cái này thử đi. Mình sẽ chọn cái chuyền chữ khác coi nó còn bị không. Nó mình click double vào rồi mà nó vẫn không có hiện lên cái ô chữ để cho mình viết vào. Mình thử cái này đơn giản đi. Rồi ở đây rồi bây giờ mình sẽ đây nó cái này nó cho mình viết này, bạn thấy chưa. Mình sẽ chọn, mình sẽ xóa hết đi, viết Cường EiT này, Cường EiT rồi. YouTuber. Máy nó hơi bắt đầu thấy nóng máy rồi. Đây mình có thể chọn màu chữ này, color này, mình chọn màu xanh lá cây. Ok. Rồi, các bạn cần phải body hết toàn bộ nha. Nhớ là phải chọn hết. Sao này nó không cho mình chọn hết ta. Mình giờ cái ngón tay mình nó hơi to, mình các bạn chọn đó, này là chọn hết này. Rồi mình sẽ chọn cái kiểu màu rồi, ok nha. Bây giờ thì nó đã có cái chữ màu xanh nè, thấy chưa. Mình ở đây mình có thể gói gọn cái thanh timeline này luôn. Mình cho nó thu nhỏ là như đây thôi, bạn xem nè. Ok rồi bây giờ mình sẽ chèn cái logo của mình vào chẳng hạn. Ở đây mình sẽ lùi lại và chọn cái dấu cộng này, lại tiếp tục chọn nó là do media này. Sau đó chúng ta sẽ lùi qua cái phần tìm cái folder có chứa cái logo. Mình sẽ để ở đây nó hỗ trợ cái logo PNG luôn nha các bạn. Đó. Ê, cái này các bạn giữ này, khi mình chèn cái logo là các bạn giữ này, các bạn kéo lên trên, thấy chưa, ok chưa. Đó, các bạn chỉ vào logo, chúng ta sẽ scale nó, bắt đầu scale nó, transform này. Ở đây chúng ta sẽ cho nó scale lại cỡ 10 thôi. Chín này. Hơn nữa này. Rồi, đây 1 luôn rồi. Đây, 1 là không thấy gì luôn rồi. 15. Đây 15 ok này. Rồi ở đây mình sẽ cho nó position nó tăng lên. Đó. Về vertical này, vertical đi lên này. Logo mình vẫn thấy hơi to. Mình sẽ cho nó nhỏ hơn tí nữa. Cỡ 5 rồi 8 thôi. Đi, lỗ tay rồi. Đó. Rồi 8 ok này. Mình sẽ cho nó nhích lên trên. Ở đây chúng ta có thể chỉnh opacity nó luôn đó, độ mờ, độ trong suốt nó như thế này này, rồi hoặc là xoay nó cũng được luôn, xoay logo này, các bạn thấy chưa? Rồi xong rồi. Còn ví dụ như video các bạn muốn chỉnh tốc độ nhanh hay chậm á, ví dụ như mình muốn cái khúc đây, mình muốn cái khúc cuối này, mình muốn cái khúc cuối này là nó nhanh, còn cái khúc đầu từ đây vào đầu là nó chậm, thì mình sẽ cắt cái này đi, mình sẽ cut cái này đi, nó thành hai phần. Ok, chơi khúc này mình cho nó nhanh lên nè, speed này, click vào speed này, ở đây mình sẽ cho là speed một, đó, mình để 180 đó chẳng hạn, rồi mình chạy thử nha. Rồi các bạn thấy tiếng nó bị bóp tiếng không? Nó bị bóp tiếng đúng không? Ở đây mình sẽ tiếp vào đây, đó là đó, các bạn thích cái nào thì các bạn chỉ vào đó thôi. Hồi nãy mình chỉ cái phần logo mà chưa có chỉ hết, cái kéo hết logo, mình chưa kéo hết logo ở cái phần timeline này. Bây giờ mình sẽ kéo lại logo nha, các bạn để ý thì logo nó chỉ có hiện chút xíu thôi là nó hết à. Bây giờ mình sẽ kéo lại full cái logo này. Các bạn để cái logo này ở trên cái timeline thêm một nấc nữa nha. Rồi ở đây các bạn giữ đó, các bạn giữ kéo làm sao cho nó full hết cái video là được. Rồi đó, thấy chưa? Đó là logo nó đã có đầy hết luôn rồi. Rồi còn ở đây ví dụ như mình muốn chỉnh màu đi chẳng hạn, thì mình sẽ qua cái phần đó là graphic, không phải effect đó, này cái này không có gì, color chứ, color nhầm rồi, color. Ở đây chúng ta sẽ có những cái bộ filter sẵn luôn đó, thay hồ các bạn lựa, ví dụ mình chọn bộ này đi, các bạn thấy chưa? Rồi, hoặc là các bạn có thể chỉnh tự chỉnh tay luôn, sẽ có contrast này là độ tương phản này, rồi shadow này, highlight này, thêm nhiệt độ, vibrate, saturation cũng được này đó. Ok, rất là nhiều luôn, các bạn có thể tự nghiên cứu nha. Rồi sau đó tiếp tục là cái phần quan trọng nhất, đó là cái phần xuất file. Sau khi chúng ta biên tập những phim rồi thì chúng ta sẽ có phần xuất file, chúng ta sẽ tích vào cái biểu tượng này, biểu tượng share này, rồi chúng ta sẽ chọn nó là export và nó xuất video thôi. Các bạn lưu ý ở đây chúng ta tích vào đây quality setting này, chúng ta sẽ có là những cái độ phân giải, thường chúng ta chỉ cần một Full HD 1920x1080 là đủ. Này nó có những cái thông số này, thấy chưa? Frame rate này 30, nó có thể hỗ trợ frame rate 60 luôn, hay là quality high này. Rồi vậy thôi, xong chúng ta nhấn export. Đơn giản vậy thôi. Chúc các bạn thành công. Nếu clip tiếp theo nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye, see you next time.